hai thầy giáo đến chúc mừng ngày sinh nhật của 7 hộ thành viên trong câu lạc bộ của quý 4. Chúc các thành viên trong câu lạc bộ sức khỏe luôn tươi trẻ, gia đình hạnh phúc. Đón những tình cảm của người thân, xin kính chúc tất cả các bà, các chị luôn mạnh khỏe, luôn có một sức khỏe, một biển trời tình thương và luôn là niềm tự hào của câu lạc bộ. Xây dựng câu lạc bộ của xã Liên Phương ngày càng phát triển, trưởng thành, bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của chính quyền xã Liên Phương và hội liên hiệp phụ nữ xã. Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể câu lạc bộ Hoa Hướng Dương luôn mạnh khỏe, chúc buổi sinh nhật thành công rực rỡ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Hải Yến có bó hoa tươi thắm lên chúc mừng 7 các bà các chị trong đội văn nghệ. Yeah.
vui vẻ khỏe trẻ được hạnh phúc cùng gia đình và bảy chị em